Chào tất cả các bác vào buổi chiều live nhé. Nên có mấy cái đơn hàng hoàng nhạn này rất là đẹp luôn này. Đó, cây này rất là đẹp luôn này các bác này. Một này, hai này, đó, toàn cây đẹp không nhá, lá mít đẹp luôn này, lá ruri cũng có luôn nhá. Cây này thì mẹ bồng hai con luôn này, đó, rất là, đây, rất là thích luôn. Đó, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cây, đó luôn này em bán có giá 350k này. 350k cho bác mang về sưu tầm này, rất là đẹp luôn. Lô 1 này. Và lô số 2 em có cây trâu nguyên bản lá mít đẹp cực kỳ đẹp luôn. Lá mít ngắn nhá. Đó. Rất là đẹp luôn này, 1 này. 2. Hai khúc lá mít này. Đó, đơn này em bán 400k thôi nha các bác nhá. Rất là đẹp luôn. Là 400k này, hai cây nguyên bản lá mít này. Đâu không bị lồi lá nào luôn. Đây là lô 2. Và lô 3 là lô hoàng nhạn đẹp này. Lô hoàng nhạn đẹp em có 4 khúc này. 1 này. 2 này. Đó, rất là đẹp luôn. 3 4 Đó, 4 khúc hoàng nhạn đẹp thế này này. Đây, lô này em bán 500k này. Đây là lô 3 nhá. Và lô 4 này. Lô 4 em có hoàng nhạn giống này rất là nhiều luôn. 2 này. 4 này. 6 này. 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 cây này. Đó, lô này 25 cây cho các bác mang về trồng mỏi tay. Đó, lô này em bán có giá là 350k thôi này. Đó, 25 cây 350k nhá. Đây là lô số 4 nhá. Số 5. Em có cây cũng đẹp này, 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. 5 6 7 8 9 cây, toàn là cây lá dài. Có ít cây rụt nhá. Có ít cây thân rụt nhá. Còn lại cây thân lá dài này, cây thân dài rất là nhiều luôn này. Đó, lô này em bán có 300k thôi này. 300k đây là lô số 5 nhá. Lô số 6. Lô số 6 em toàn cánh bướm toàn là to to rất là đẹp luôn. Đó. Rất đẹp luôn nha các bác nhá. Đó. Lô trứng bướm này, đây. Lô này em bán có giá là 200k này. 200k đây là lô 7. Và lô số 8 trâu rất là nhiều này, trong rổ này. Em đếm cho các bác từng xem luôn. 1 2 3 4 5. Cái này nó bị xem lá nhưng mà không vấn đề gì đâu nhá. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 này. 28 29 này. 30 này, 31 này. 31 cây nhá. Đó. Lô này 31 cây. Nó nói chung là hàng nhỏ nhá. Hàng nhỏ nhỏ như thế này này. Đó, hàng nhỏ thì đều có mấy vài cây à. Đó, lô này em bán có giá là 500k thôi này. Đó, 31 cây có 500k thôi. Các bác đi mua chỗ khác đơn này phải 700 này. Đây là lô số 7. Tiếp tục là lô số 8. Trinh bạch toàn vẹt đẹp luôn này. 1 này. 2 này. 3 này. 4. Toàn mọc không nhá. 5. 6. 6 khúc trinh bạch mọc thế này. Em bán có giá 200k nha các bác nhé. Đó, 200k này. 200k nè. Đây là lô 8. Lô 9 em có 1 khúc nhạn này. 2 khúc nhạn này. Đó, rất là đẹp luôn. Lô này em bán 200k này. 200k này, rất là đẹp luôn nha. 9 này. Lô 10 em có toàn trâu lá mít này. 2 này. 3 này. 4 này. 5 này. Cái này bà lá rất là to luôn. 6 này. Cái này em khuyến mãi cho các bác này. Đó. 6 cây lá mít này, như thế này này. Lô này em bán 500k. Em tặng cho các bác một cây này nhé. Cây lá mít nhưng mà nó bị cháy lá nha. Đó. Đây là lô số 10. Và lô 11 này. Lô 11 em có khúc cẩm cù này. Đó. Lô này em bán 100k này. Một khúc này. Đó. Có 3 thân rất là dài luôn.
lô 11, lô 12 có cái trong nguyên bản một này, một khúc này, đẹp luôn. Cái này là mít khỏi chê luôn, vàng đẹp luôn. Hai cái này cũng là mít luôn, nó chỉ bị ý là bị cháy một tí lá này nha các bác nhá. Đó, lô này em bán có giá 300k thôi này, 300k nhá. Đây là lô 12 nhá. Và lô 13 em có combo này, em có combo này, em có combo. Đây là chinh bạch này, cười tím này, rồi có tam bảo sắc một cây này, tam bảo sắc một cây này, em thêm một cây trâu nhỏ này. Lô này em bán có giá đây, lô này em bán có giá là 200k này, rất là nhiều luôn combo đó, combo nhá. Đây là lô 13 nhá. 14 này em có cây mấy khúc nhạn nhỏ này, 1 này, 2 này, rất là nhiều luôn. 3 này, 4 này, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 khúc này nhá. Đó, 17 khúc hoàng nhạn nguyên bản thế này. Đây, lô này em bán 450k thôi nhá, 450k này. Đó, đây là lô 14 và lô 15. Một khúc nguyên bản, đây cây to này, 1 này, 2, 2 cây to này em bán 250k này. Rất là nhẹ tiền cước luôn này các bác này, em đảm bảo với các bác nhẹ tiền cước luôn nhá. Đó, nhẹ tiền cước với lại nhẹ tiền hàng này. Đó, em có mấy cái lô đó. Đấy, bác nào yêu cây trâu lá mít một cây một thân một mình này, đó, rất là đẹp luôn. Cái này em bán 300k thôi nha, 300k này. Đó, cái này nó bị tét lá một xíu nhá, tại vì người dân người ta hái á, nó bị rớt xuống nha các bác nha. Đó, nhưng mà cái này thì nó bị đó, bị rớt xuống, nó bị tét thôi, nhưng mà không vấn đề gì đâu. Đó, cái bản lá của nó còn đẹp nha, nguyên si này. Cây này bán 300k một cây lá mít này, rất là đẹp luôn. Còn rễ ngoằn ngoằn này, bác nào thích yêu cầu cắt rễ thì cứ cắt, còn không thì cứ để rễ vậy nhá. Đó, em có mấy cái đơn hàng đó, bác nào yêu cứ gọi về cho em nha các bác nha. Em chào tất cả các bác nha.